Rồi nha, Khải đang ở trong phòng thu của Radio VietMed. Hoàng nói Hôm chuyện nay nào là thứ năm. chuẩn bị Hoàng. Hôm nay trong phòng thu có chị Uyên Ly, chị Mai, Duy Nguyễn và Khải. Ok, rồi. Ok, Duy xin chào khán giả của Late Night Show. Hôm nay anh Phát buổi bận công một số chuyện ở thành phố Golden Grove nên anh nhờ Duy và anh chị ở đây ở trong phòng ghi âm để làm chương trình. Hôm nay trong phòng thì mình có anh Khải Đào và phu nhân của anh Phát Bùi là chị Mai Chị Mai bình thường lắm em ơi, chết và chị Yên Ly. Trở lại với lại chương trình của Late Night Show thì em anh Khải và các chị có một lời chào. Chào Dạ vâng, dạ Khải Đào xin thân ái chào tái ngộ quý khán giả của Radio Việt Mét, chương trình Late Night Show. Dạ, Mai xin kính chào tất cả quý vị khán giả đang nghe đài Radio Việt Nam. Radio Việt Nam. Lê xin kính chào quý khán thính giả của Radio Việt Nam. Ok, em cảm ơn các chị và anh Khải. Thì hôm nay anh Phát bằng công chuyện thì mình phải bắt phải thế anh Phát hả chị? Đúng rồi, phải không? Duy giỏi, Duy hay mà Duy thôi, biết thôi, nhiều thôi, tin thôi, tức, Duy biết nhiều tin tức rồi, như là anh Khải cũng rất là nhiều đúng tin tức mới dữ lắm luôn. đúng Nhưng mà cái quan trọng ngày hôm nay của mà đặc biệt nhất nhất là ngày hôm qua nữa, dạ có rất là nhiều tin tức rất là hay. Ví dụ như cái ngày thứ ba vừa rồi là cái ngày mà tổng lãnh sự cái ông Phạm Minh Chính á, mà ổng lên trên thủ tướng hả, thủ tướng ông chính đúng rồi, ông thủ tướng Minh Chính á, dạ thì ổng đã là đã có mặt ở trên Sacramento. Thì à ngày hôm đó cũng có anh Khải, cũng có anh Khải không có đi nhưng mà à, anh em Khải tính cũng đi nhưng mà ra thấy ấy rồi em phải có nhiều chuyện cũng quan trọng hơn, mình là tập phải ở nhà mình làm việc thôi, nói chung là để em tĩnh cho quý vị đó lên đường thôi. mà chị Mai cho em hỏi, ngày hôm qua ở Sacramento có ông thủ tướng của Việt Nam, có chuyện gì đặc biệt xảy ra không chị? Có chuyện gì mà có ảnh hưởng cộng đồng mình? Sorry nha, San Francisco. San Francisco. San Francisco. Lãnh sứ quán. Đúng rồi. Lãnh sứ quán. Đúng rồi. Ok. Chị Ly có theo dõi chương trình, chị Ly trả lời có gì đặc biệt xảy ra cho không chị? đồng hương, tất cả đồng hương nghe với. Cũng như mọi lần đó, là đồng hương mình lên đó biểu tình chống lại mấy tụi người cộng qua đây. Với lại tôi thấy chỉ có bác sĩ Hữu với lại nghị viên Kimberly Hồ là có mặt trong đó, còn tất cả những người dân cử hay là những người mà đang tranh mấy cái chức cờ trong cộng đồng mình không có ai. Ủa sao thấy Nam Quan là chuyên môn là thấy cầm cờ suốt ngày đi rally mà cũng hôm đó không có đi nha chị? Theo tôi nghĩ Nam Quan ca ca ngợi Nguyễn Phú Trọng thì làm sao mà lại đi lên nó chống Chắc lên sát sợ đụng hàng Nguyễn Trác Toàn rồi, khó xử. Ủa còn nếu nếu mà nói như vậy như chị Willy nói, chỉ có nghị viên Kimberly Hồ, còn cái người mà dũng ngực chống cộng là và nói là mình hậu vệ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, chí tả không có mặt ở đó luôn hả chị, hay là không không có chưa một bắt người giới nào Trần Thái hết, Vân hả chị? không có một người nào hết. À nghĩa là những người đó chỉ cứ nói cho có tiện lợi thôi lúc mà cái thời gian bầu cử thôi, còn mà nếu mà nói về mà đứng ra chống cộng là đúng là và nghị viên Kimberly Hồ và những người trong cộng đồng quốc gia của anh Phát Bùi thì đó đó là một cái chuyện em nghĩ cộng đồng của mình ai cũng biết, những cái người mà lúc nào nói bằng miệng không mà hành động không có, cái đó em biết rồi, cái đó em nghĩ cộng đồng cũng biết rất là nhiều vấn đề đó rồi. Tôi có một cái điều này muốn chia sẻ. Có một lần đó cũng chừng cái mấy ngày chưa tới tuần đâu, thì tôi tình cờ tôi coi một cái YouTube kia đó, tôi thấy cô nghị viên Kimberly Hồ á, cô ngồi cô đang có phân tích thì tôi thấy rất là đúng lý do tại sao mà ông Chí Tạ ông không dám nhìn cái cờ vàng ba sọc đỏ của mình. Tại vì khi mà mình cộng nó chiếm miền Nam á, ông mới có một tuổi à, tuổi rưỡi lớn hơn em, một bằng tuổi em, cho dạ một tuổi là đi. một hai tuổi đi, thì khi ông lớn lên suốt một thời gian 47 năm ông lớn lên ông chỉ thấy cái cờ máu thôi, Đúng. và khi ông đi học từ tiểu học, trung học, đại học gì bên đó là ông là cháu ngoan Bác Hồ, Dạ. ông đeo khăn quàng đỏ Dạ. là bây giờ lớn lên dưới mái trường xã hội chủ nghĩa thì đâu ông đâu có nhìn cái cờ vàng của mình được, Dạ. việc cộng gì, dắt vô trong văn phòng và thì phải dẹp cái cờ vàng mình đi. thì đúng thì nên em nói với đồng hương của mình, với là tín giả và các anh chị ở đây, Chí Tạ chỉ cái dùng cờ vàng ba sọc đỏ để làm một cái lợi dụng, chứ không phải là dùng mà lợi dụng để ra ứng cử kiếm và phiếu. kiếm phiếu, và nhất là lừa gạt các chú các bác ở trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa thôi, chứ không phải là có
lòng tin hay là một cái thương mến hay là nhớ về cái cờ vàng ba sông đỏ, cờ quốc gia của Việt Nam Cộng hòa mình. Đó là cái sự thật, đó là em theo em thấy mấy năm em sinh hoạt trong cộng đồng, và em thấy Chí Tạ chỉ là một người không phải chú bất giới nhưng mà nhạc bất quần thôi, quỷ quân tử. Đó là em thấy như vậy. Còn em không biết chị tức là sẵn nói thêm cái nguyện quân tử nữa, về thì một lần nữa chúng tôi phải dùng chữ nhận vơ. Cái vấn đề láo xạo, tức là trong cái những cái số báo sắp tới chúng tôi sẽ chứng minh được, dẫn chứng những cái sự láo xạo của cái tập đoàn băng đảng Mỹ dân chính trị xô thịt này. Nhưng mà để tiếp lời Duy đó, quý vị còn nhớ chúng tôi đã hỏi nhiều lần, 20 năm trời Chí Tạ nằm trong hội đồng thành phố, vỗ ngực xưng tên là lãnh tụ cộng đồng, lãnh tụ chống cộng, điều hành thành phố 20 năm, làm được cái gì? Mà cuối cùng khoe là đưa ra nghị quyết cấm cờ cộng sản, cấm cờ đỏ. Thứ nhất, cái đó là một cái sự láo léo nhận vơ, giống như nghị viên Pháp Bùi đã chứng minh nhiều lần, từ những cái tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ cho đến cái nghị quyết cờ vàng. Nghị quyết cờ vàng là do ông Andy Quách, có phải không ạ? Thời đó ông Andy Quách ông đưa ra trước. Cái tay này chỉ có là nó gọi là extend, gia hạn thêm, mà dám nhận vơ. Rồi giống như anh nhắc cho Duy nhớ, mình có nói là trên cái báo, số báo đầu tiên chúng tôi ra, trong cái hình chụp với Ngô Thanh Vân không có cờ vàng, chúng tôi đã chú thích cấm chỉ chụp cờ vàng. Thì nhiều người không hiểu, tưởng là chắc là có người nào đó cấm Ngô Thanh Vân chụp cờ vàng là có thể là Đảng Cộng sản, nhà nước hay là cái người agent của Ngô Thanh Vân. Mà chúng tôi đã giải thích cái người cấm Ngô Thanh Vân chụp cờ vàng là Chí Tạ. Đúng. Tại vì Chí Tạ không muốn có cờ vàng, tại vì Chí Tạ đang muốn về Việt Nam làm phim, đang huy động vốn 40 triệu đô la. Có 40 triệu đô la để về Việt Nam làm phim mới là muốn bắt quàng làm họ, muốn làm quen với Ngô Thanh Vân. Nghĩa là cái hành động của Chí Tạ là muốn là mua lòng của với lại Đảng Cộng sản Việt Nam, chứ không phải là một người mà sơ ý hay là sự cái khuyên nhắc nhở của cô Ngô Thanh Vân hay hoặc là bị Ngô Thanh Vân lừa, hoàn toàn không có chuyện đó. Thưa tất cả các khán giả, như Khải với Duy, chị Ly, mấy hôm nay trên đường Brookhurst, Bosa và dọc theo những cái đèn xanh đèn đỏ đó, thì chị Ly, chị có thấy lạ ở cái tấm bảng mà đề no si không chị Ly? Tôi thấy rất là nhiều cái bảng no si. Thì bây giờ Duy có thể giải Duy Khải có thể giải thích chữ đó là do từ ai ra cái tấm bảng không? Cho em không có cái này trước, tại vì cái này thì em có làm việc với nghị viên tài đổ từ rất là lâu rồi, từ mấy năm trước. Thì em có phỏng vấn nghị viên tài đổ, chúng tôi đã giải thích cái vai trò của thị trường, đúng không ạ? Cái cơ chế thị trường, mình phải hiểu cái cơ chế này nó gọi là Council Manager, có nghĩa là hội đồng thành phố và người tổng quản trị điều hành thành phố. Còn cái chức mà gọi là tiếng Việt mình dịch ra là thị trưởng á, nó chỉ có cái tên thôi, làm vì thôi, không có một vai trò gì trong chính quyền địa phương hết á, trừ những thành phố lớn, giống như hồi nãy chị Mai có nói, chúng tôi sẽ giải thích sau. Nhưng Khải ủng hộ nghị viên tài đổ hoàn toàn khi ông ta đưa ra cái đề nghị, cái Merusi, cái dự luật si, là nếu mà chúng ta bỏ phiếu đồng ý thông qua cái dự luật si, thì trong tương lai cái cơ chế của thành phố đó là sẽ không còn chức thị trưởng nữa, mà thật sự là người dân cử tri sẽ bầu ra 5 nghị viên, và 5 nghị viên đó sẽ luân phiên để mang cái danh hiệu là thị trưởng. Thay phiên nhau mang cái danh hiệu thị trưởng. Giống như Fountain Valley. Đúng. Và tất cả những cái thành phố ở trên nước Mỹ, thành phố nó gọi là thuộc loại nhỏ đó, mà Khải lập lại một lần nữa là cái cơ chế, nó có cái cơ chế đàng hoàng. Quý vị hỏi con em lên truy tầm sẽ thấy là cái cơ chế nó dịch là Council gạch ngang Manager. Có nghĩa là cái cơ chế đó là hội đồng thành phố làm việc với tổng quản trị để điều hành thành phố. Còn chỉ có những thành phố lớn, tức là giống như San Jose, Los Angeles, New York, Houston, đúng không ạ? Là họ có ông thị trưởng đúng nghĩa. Cái thị trưởng đúng nghĩa này làm sao? Lương phải cả triệu đô la một năm, làm toàn thời gian nha, mới cần có một cái văn phòng. Và ông ta
có toàn quyền giống hệt như một cái người tổng quản trị đó. Dạ. Tức là ông ta bổ nhiệm, ông ta mướn người, ông ta sa thải người, ông ta có quyền veto, tức là khi mà hội đồng thành phố đưa ra những cái dự luật gì anh ta không thích đó, giống như tổng thống, ông ta cũng tương tự như một người tổng thống trong cái thành phố của ông ta. Nhưng ở Westminster thì hoàn toàn không có chuyện đó. Mấy tháng nay, cả năm nay chúng tôi đã giải thích rất là nhiều lần, hoàn toàn không có chuyện đó. Nhưng những cái người này cùng phe cánh của chính tả, họ đã bơm thổi, họ đã mị dân, họ lường gạt chúng ta, họ bịa đặt ra một cái vai trò của một người thị trưởng, rồi bơm nó lên thành đô trưởng để Đồng Hương mình hiểu lầm. Chị Mai và chị Ly hiểu cả nó. Dạ, vâng. Thành ra cái lý do Khải ủng hộ nghị viên tài đỗ dẹp bỏ cái chức thị trưởng này đó để tránh cái sự ngộ nhận. Thứ nhất là họ tự huên hoang, họ huyết lạm dụng, lạm dạ, dụng. Và quan trọng hơn hết, họ lạm dụng, họ toa gặp với nhau để mà cuối cùng bao nhiêu năm nay thành phố mới phải khánh kiệt, phải bồi thường mấy chục triệu đô la vì họ lạm dụng cái chức vụ và họ gọi là gì, họ làm sai luật, tức là cái cơ chế nó không phải như vậy, nhưng mà họ toa rập với nhau, họ lũng đoạn, họ biến tướng nó. Mà anh Khải, mình phải giải thích cái measure C, mình phải so sánh thành phố Westminster với là những thành phố trong quận Cam mình được. Yeah. Mình không cần thiết nói đâu xa hết. Trước hết, thành phố Westminster cái số cử tri, cái số dân nhỏ gấp dưới thành phố Congreve, nhỏ hơn thành phố Fountain Valley. Lớn hơn Fountain Valley, mà nhỏ hơn là thành phố Santa Ana. Santa Ana với lại Anaheim gấp 2 gấp 3 lần. Stanton cũng nhỏ. Dạ, Stanton là ngang ngửa với lại thành phố Westminster. Nhưng mà thành phố Congreve, với lại Santa Ana và Anaheim, những người thị trưởng là có 2 năm thôi chị. Đúng. Ok. Đúng. Mà còn thành phố Fountain Valley, thị trưởng là thay đổi mỗi năm một lần, là 5 người nghị viên thay đổi một năm. Nghĩa là trong 4 năm làm nghị viên, một năm sẽ là một người là một năm là thị trưởng. Mà tại sao thành phố Westminster cái số dân có hơn 100.000 thôi, mà tại sao mà phải thay đổi luật lệ từ 4 năm thị trưởng đến từ 2 năm thị trưởng đến 4 năm? Cái đó là một cái vấn đề cộng đồng và Đồng Hương phải hiểu biết rằng, tại vì những cái người như anh Khải đã nói, nhưng là Chí Tạ, Charlie Mạnh Chí, Tyler Minh Trường, Andy Webb một thời gian và Sergio cũng trong cái băng đó luôn, là những người muốn thay đổi cái luật lệ đó, tại vì họ muốn Chí Tạ hay là một người thị trưởng của trong băng đảng của họ muốn giữ quyền lâu dài để có thời gian để ra tranh những cái chức vụ khác. Và Duy cho anh nói thêm cái này Duy biết rồi, bổ sung nhắc thêm thôi. Cái này chúng tôi kể cả anh Duy Nguyễn cũng như nghị viên Pháp Bùi đã từng nói. Đó là tại sao gọi là băng đảng bố già. Tức là ông Trần Thái Văn, ông muốn làm bố già, ông đứng đằng sau giật dây, ông lúng loạn, khuynh loát, điều khiển toàn cái vùng quận Cam, Nam Cali. Và Chí Tả chỉ là con rối, chỉ là bù nhìn cho anh ta sai khiến. Và họ nghĩ là nâng cái nhiệm kỳ lên thành 4 năm để họ dễ dàng, họ khuynh loát, họ khống chế. Vậy thôi, có phải không anh? Được. Nhà, nhưng mà từ lâu rồi, rất là nhiều Đồng Hương ở đây, người ta đã không có còn tín nhiệm ông Trần Thái Văn nữa. Tại vì hình như là sau khi mà ông thất cử chức dân biểu trên Sacramento đó, thì sau đó ông về, ông đã làm việc cho ông Hoàng Kiều rất là lâu. Nghe nói đâu là cũng gần 7, 8, 9 năm gì đó. Thì anh ta vinh thân phì gia, anh ta lo hưởng thụ cá nhân, vung vén cho gia đình. Chứ quý vị, 7, 8 năm trời sau khi anh ta thất cử, quý vị có bao giờ thấy anh ta xuất hiện trong sinh hoạt cộng đồng hay không? Không bao giờ. Mà lúc một cái thời gian mà Trần Thái Văn là nghị viên hay là dân biểu của tiểu bang cũng không có ra cộng đồng mình, hay là tham dự những cái buổi lễ, hay những cái lễ 30 tháng 4 hay quân lực Việt Nam Cộng, hay là những cái đại nhạc hội gây quỹ cho Cảm ơn anh. Trần Thái Văn không bao giờ có mặt, mà cũng không bao giờ giúp đỡ những cái chương trình đó chút xíu nào hết. Chưa nghe nghe là donate tiền cho những người cho phép em nhắc là cái chuyện chị Ly, mà tại sao chị hồi hôm bữa trước em có thấy chị có đi lên San Jose để tham gia biểu tình đúng không ạ? Mà tại sao cái đám này là tính là gì đó, tức là tính dùng cái dịch vụ là khai thác bia mộ để làm tiền Đồng Hương, mà Đồng Hương tẩy chay từ con cưng biến thành con hoang, ôm bia mộ chạy lên San Jose.
Đúng ạ, tại sao một đâu vác bi mộ chạy lên San Jose vì tiền, mà tại sao bây giờ khi mà chị Ly và đồng hương đi chống cộng thì họ lại biến mất? Anh Khải, cộng đồng của mình thành lập từ thập niên 80 đến bây giờ, em chưa thấy và cũng chưa bao giờ nghe chẳng thấy Văn đi biểu tình hay là Chí Tạ đi biểu tình cái gì hết, chưa bao giờ. Nhất là biểu tình những cái gì dính líu với lại cộng sản. Em không biết anh Khải ở cộng đồng mình lâu hơn em, chị Mai, chị Ương Ly cũng vậy, em chưa bao giờ thấy. Em không biết hai chị có thấy chưa? Theo tôi nghĩ là ông Chí Tạ và cái băng mafia Bồ Sa này, họ được Việt Cộng trả tiền, làm sao họ dám đi chống? Đúng. Những cái chuyện mà đem mà cái con Việt Cộng mà vô trong văn phòng mà đóng cửa mà cho nó bằng khen giấu giếm, ở bên Việt Nam nó nói lên, ở bên em mình mới biết. Đúng. Tức là đúng, nó có tổ chức, có hệ thống, chứ không phải là vô tình mà dắt nó vô làm như vậy. Nên tại sao ngoài cái chụp hình đó mà tại sao Chí Tạ hai lần bổ nhiệm Nam Quang mà đã biết Nam Quang khen ngợi ông Nguyễn Phú Trọng, yeah, và đi nhậu với lại lãnh sứ quán của Việt Cộng, tại sao mà Chí Tạ không có dám bãi nhiệm mà tiếp tục bổ nhiệm và ủng hộ Nam Quang đi ra tranh chức chức vụ nghị viên của thành phố? Đó là một cái chiến lược của cộng sản, tại họ muốn đưa người vô cộng đồng, một vô thành phố để tiếp tục phá và chia rẽ cộng đồng. Tức là bà Phùng Tuệ Châu, bà ước lệnh không, cái chị Mai còn nhớ mà, yeah, yeah, bà Phùng, yeah, Tuệ Châu ủng hộ kêu gọi bỏ phiếu cho Nam Quang mà. Yeah. Bây giờ mình nói lại vấn đề để mình nhắc cho người dân, những cử tri mà đang có lá phiếu và chuẩn bị sẽ có rất là nhiều người đang về tiếp tục nữa, yeah, trong vòng 1-2 tuần nữa sẽ có từ theo cái số thứ tự của Alpha, đó là những cái dần của tên đó, yeah. Thì bây giờ mình nhắc lại cái phần này, cái nghị quyết không phải major là một six, cái major C, tức là cái điều luật C đó, yeah, là do ai là người đưa lên và ai là người chống không, okay, chịu. Ok, trả lời chị Mai, cái người mà đưa lên thêm hiểu biết đó, anh Khải và chị Mai và chị Ly, ừ, đó là nghị viên tại đổ, ừ, và được sự ủng hộ của bà Kimberly Hồ và ông Carlos Menzel. Đó là ba người đồng ý đưa cái Measure C này lên, ừ, để thay đổi cái luật lệ và cái ban tổ chức của cộng đồng trở thành 5 người nghị viên. Ừ. Và mỗi năm là một người thị trưởng, một người nghị viên thay đổi trở làm thị trưởng, và những người mà chống cái Measure C đó là Chí Tạ và Charlie Mạnh Chí và cái băng đảng của họ, nên cộng đồng nên tín giả thấy cái bảng rất là bự, ngang ngửa với lại cái bảng những người ứng cử viên, những đèn xanh đèn đỏ, dạ, đó là nó để là đây. Nó nói là no to Measure C, đó là những đó là cái những người như là Chí Tạ và băng đảng của ổng trả tiền cho cái bảng đó để chống để đưa lên thành phố, bắt người dân phải tiếp tục, dạ, cho, dạ, họ. Nếu mà đồng hương đã nhận được cái phiếu rồi đó mà thấy cái Measure C á hay là cái dự luận C đó thì hỏi phải bỏ chấm yes, yes, bỏ phiếu yes chứ đúng, đừng rồi có bỏ no, phải bỏ yes để mình phải có một cái này là một cái cơ cái hội, cái này là quyền lợi của người dân, dạ, với lại đây là một cái cơ hội để mình thay đổi luật lệ và thay đổi cái cơ chế của thành phố và tương lai của thành phố luôn, thay đổi cho cộng đồng mình luôn, yeah. Mình phải cộng đồng mình có một cái nhóm lãnh đạo mới để phát triển cho cộng đồng, chứ không phải mà tiếp tục bỏ phiếu cho những người Chí Tạ cho Mạnh Chí. Dạ, cho phép Khải nói hết phần của Khải rồi, Khải xin nhường lời lại cho anh chị em. Tức là cái vấn đề này nó rất là coi như là quan tâm đến cái vấn đề này, kính thưa quý vị. Mà gần đây quý vị thấy họ bỏ rất nhiều tiền bạc để họ kêu gọi, để họ chống lại cái dự luật này. Mà đối với Khải là Khải thấy toàn là những cái luận điệu láo xạo tuyên truyền mỹ dân. Thành ra cho phép Khải vạch trần những cái sự láo xạo của họ. Đầu tiên hết, Khải đồng ý với anh Duy Nguyễn, kính thưa quý vị, đây là cái cơ hội để chúng ta thay đổi cái bộ mặt, cái tương lai của thành phố, để cho cộng đồng bản xứ, những cái cộng đồng khác người ta tâm phục, khẩu phục cộng đồng mình và tạo cái môi trường chính trị lành mạnh, trong sạch hơn trong tương lai cho những cái thế hệ mới, người ta có điều kiện, người ta tham gia. Thì đầu tiên hết, họ nói là vì những người khác là không có khả năng cạnh tranh với Chí Tạ, thành ra mới phải đưa ra cái dự luật này. Khải đồng ý, đúng, chuyện đó đúng.
Nhưng mà kính thưa quý vị, không phải là chúng ta không có thể công khai quang minh chính đại tranh cử với Chí Tạ. Là giống như Khải mới trình bày, những con gà mới, những thế hệ mới, những người công tâm chính trực, những người có nhiệt huyết, có khả năng không thể cạnh tranh được là tại sao? Không phải vì Chí Tạ tài giỏi hơn, mà tại vì bao nhiêu năm nay họ đã cắm rễ ở cái cộng đồng này rồi. Họ nắm truyền thông, họ khuynh loát doanh nghiệp. Đúng không ạ? Giống như có người nói là Thao Lê Diệp khoe là hắn nắm hết những hồ sơ thuế của tất cả những doanh nhân ở đây. Ai mà dám đồng đẩy, dám chống lại với họ. Rồi, cái đó là, nếu mà Thao Lê Diệp mình chưa nắm hết những cái thuế của những cái cơ sở hay của những cư dân của thành phố, đó là một cái illegal. Thì đó, nhưng mà thứ hai nữa, kính thưa quý vị, cái mà Khải muốn nói đây á, là cái tiếng Anh nó gọi là harvesting. Vote harvesting. Có nghĩa là, cái này Khải công khai, Khải nói tôi không sợ ai hết. Ông Lê Công Tâm cứ việc thanh toán Khải, cứ việc cho người kiếm Khải nói chuyện, hoặc là Khải công khai, Khải chấp nhận đối đầu với ông Lê Công Tâm. Những cái người này, họ có cả một cái guồng máy để đi thu chữ ký, đi thu phiếu. Giả dụ, Khải nói giả dụ nha, họ có những văn phòng, đúng không ạ, có những thân chủ, họ có hồ sơ, họ có thể giả mạo chữ ký. Tại vì trong thời gian mà chống lại bãi nhiệm, Khải đã có bằng chứng là có sự giả mạo chữ ký. Điều thứ hai, họ có những cái trung tâm nuôi dưỡng người già đó hai chị. Những cái cụ già trong đó 80-90 tuổi, mỗi ngày nằm có người đút cơm, có người tắm rửa, mấy trăm cụ trong một trung tâm như vậy. Thì họ rất sợ những người y tá mà điều dưỡng chăm sóc họ, nhất là những người manager, có phải không ạ? Họ nắm trong tay những cái trung tâm điều dưỡng này, họ chỉ cần hô một tiếng thôi là đến ngày họ đến họ thu phiếu cả chục ngàn, cả trăm phiếu ở mỗi nơi như vậy. Thành ra chúng ta, những người như Khải, những người như Duy không thể nào cạnh tranh công bằng với họ được. Chứ không phải họ khoe họ là tài giỏi gì hết. Họ là đã mọc nanh, mọc rễ ở đây và họ đã có những cái chiêu trò thủ đoạn để họ lũng đoạn, họ kiếm phiếu. Điều thứ hai, họ nói tước quyền công dân. Hoàn toàn không có chuyện đó, rất là láo xạo. Cử tri, quý vị sẽ đi bỏ phiếu. Quý vị quyết định, quý vị có muốn tiếp tục trực tiếp bầu cho thị trường nó hay không, muốn Westminster có thị trường hay không, hay chia ra làm 5 khu vực có 5 nghị viên. Giống như bây giờ hai chị là chủ, đúng không ạ? Hai chị vẫn điều hành cái công ty này. Một bữa hai chị ngồi lại với nhau nói thôi bây giờ mình mướn người điều hành, mình không thèm điều hành nữa. Đâu phải là hai chị bỏ quyền điều hành đâu, hai chị vẫn là chủ, hai chị không thèm điều hành. Hai chị quyết định tao mướn người. Thì bây giờ quý vị cử tri đến tháng 6 này, quý vị sẽ là người quyết định. Thành ra những người như Khải và Duy Nguyễn và hai chị Mai, chị Uyên Ly đây sẽ cung cấp thông tin để chứng minh cho quý vị thấy là những người này họ tham quyền cố vị, họ đang tuyên truyền láo xạo. Họ nói là độc tài toàn trị, là giống cộng sản sẽ tự bổ nhiệm thị trưởng. Họ nói rất là ngu. Kính thưa quý vị, cho phép thầy giải thích lần nữa. Quý vị sẽ là người bầu cử 5 nghị viên. Cứ 2 năm quý vị là tiếp tục bầu 2 người hoặc là 3 người. Thì những người nghị viên này nếu mà họ làm trái ý quý vị, thì trong vòng 2 năm là quý vị thay thế họ. Thành ra đây là một cái cơ chế hoàn toàn dân chủ. Tất cả những cái thị xã nhỏ đều áp dụng cái cơ chế này. Chỉ trừ những cái thành phố lớn. Một lần nữa họ lại đưa ví dụ rất là ngu. Tự họ chửi họ. Họ nói là Newport Beach trong cái kỳ này sẽ đưa ra cái dự luật để thay đổi cái cơ chế đang từ là nghị viên không có thị trưởng, sẽ áp dụng cái cơ chế là trực tiếp bỏ phiếu bầu thị trưởng. Thì cho phép phải giải thích như vậy rõ ràng chứng minh cái thành phố Newport Beach bao nhiêu năm nay, thành lập từ năm 1906, tức là hơn 100 năm nay rồi, họ áp dụng cái cơ chế là không có thị trưởng, đúng không ạ? Và cái thành phố họ phát triển phồn thịnh. Đến ngày hôm nay tại sao họ lại muốn có thị trưởng? Khải xin lỗi quý vị, thử lên quý vị tìm hiểu cái thành phố Newport Beach á, nhà là đứng hàng thứ 8 toàn quốc, cái giá nhà đứng hàng thứ 8 toàn quốc. Và những cái công ty họ, họ có cả trăm cái công ty tập đoàn quốc tế, có 10 là cái dealer xe Mercedes lớn nhất thế giới là đóng đô ở Newport Beach, công ty Irvine tầm cỡ quốc tế đóng đồ Newport Beach.
Phải nói về để gì? Để cho quý vị hiểu, chúng ta hiểu không thể so sánh cái thị xã Westminster với thành phố Newport Beach. Newport Beach chỉ có gần 100.000 dân, nhưng cái tầm cỡ, cái thế của họ nó tương đương như New York, tương đương như Houston. Nó là một thành phố rất lớn, rất uy tín và cái tài chính họ rất là dồi dào. Mình còn khoảng 5 phút nữa phải không? Không biết 5-6 phút gì nữa thôi. Thành ra giờ mình dạ vâng, em cũng hết rồi, em chỉ nói kêu gọi mọi người bỏ cái này. Yes. Ok chị Mai. Bây giờ mình biết rằng là cái dự luật C đó ở Washington, những cái city khác sẽ không thấy. Garrigo, mình cũng sẽ không có thấy cái dự luật chỉ đó. Chỉ có những người trong chỉ có ở Westminster mà thôi. Và xin đồng hương, những đồng hương nào ở Westminster xin dùng phiếu hết đi chữ yes của dự luật C. Tại vì cái dự luật C này chỉ cho hai người thôi. Mà là đầu não đó, có thể là tôi nghe rất là nhiều đó, là cái này là do ông Tạ Đức Chí với Nguyễn Mạnh Chí. Tại vì họ muốn trong tương lai họ sẽ trở thành thị trưởng lâu dài hơn. Thành ra họ muốn cái này, họ muốn cái dự luật C này phải có tiếp nữa. Nhưng mà thực ra thì dự luật C này đó, cách đây 6 năm trước, 6 năm vừa rồi đó, là nó nằm trong cái circle là thị trưởng 4 năm. Còn trước đó vì không có, nhưng mà vì nghe một lời người nào suối đó, suối nịnh bợ hay gì đó mình không biết. Thị trưởng ổng đưa cái dự luật này ra để bầu yes cho cái dự luật này. Nhưng mà cuối cùng là năm nay là nhờ sự nhìn rõ sự thật ở trong City Westminster, là nên những người nghị viên này họ đã phải muốn trở lại như những cái thời gian cũ trước kia. Thành ra hy vọng là tất cả những người những cô chú anh chị em con cháu nên nhìn vô để mà thấy rõ là mình nên làm cái gì để mình giúp cho cái city nó được hoàn hảo. Thì nói tóm tắt lại, có hai cái điều mà trong tháng 6 này cư dân của thành phố Westminster phải để ý. Một là cái measure C, như là chị Mai đã nói, là đồng hương phải bỏ yes, tại vì đồng hương của thành phố Westminster không muốn những người như Chí Tạ và băng đảng của Chí Tạ tiếp tục giữ cái chức vụ thị trưởng. Đó là một. Thứ hai là bỏ phiếu ủng hộ cho cô Kimberly Hồ, là người cậu đang ra tranh chức vụ dân biểu liên bang tiểu bang của đại hạt 70. Và cậu được cái tín dụng và cái ủng hộ và cái endorsement của những của cộng đồng là một. Cái thứ hai là những của quân đội Việt Nam Cộng Hòa mình và những người luôn cả mình nghe nói là cũng có ông tướng Bình Nguyễn Khắc Bình đó. Ông là một người rất là uy tín mà là một cảnh sát cao cấp ngày xưa trong cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Thành ra ông cũng đã ủng hộ cô Kim Ngân và ông cũng đã hết sức kêu gọi rất là nhiều những người đồng hương cũng như trong những tất cả những quân lực Việt Nam Cộng Hòa của mình nên dành cho lá phiếu cho cô Kim Ngân. Nhưng mà cũng xứng đáng tại vì cô đã giúp cho cộng đồng rất là nhiều. Xứng đáng lắm. Thưa hai chị và thưa Duy, là Chí Tạ thấy thành phố là cháy, phá sản rồi, tính chạy, bỏ cuộc chạy lấy người. Thành ra anh ta không quan tâm, nhưng mà gần đây anh ta thấy không có cửa, không thể mà qua được cái trận tháng 6 này, là anh ta lại quay ngược lại muốn bán ghế thị trường, thành ra mới ra sức chống phá cái dự luật C. Cả hy vọng quý vị cố gắng thông qua cái dự luật C. Nghĩa là hai điều: một, yes on C; hai, cô Kimberly Hồ ủng hộ. Chương trình hôm nay là đã xong rồi, không còn thời giờ nữa. Em mời anh Khải. Cảm ơn quý vị đã theo dõi, xin thân ái chào tạm biệt. Kính chào là tất cả quý vị thính giả. Xin tất chào everyone và sẽ gặp lại ngày thứ bảy vào lúc 12 giờ. Cảm ơn. Thấy. Tại vì I'm very passionate about this emergency. Em biết. Anh Hoàng, it's okay anh Hoàng. Khải cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Xin hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tới. Hey, bye Terry Rain. Hey, make sure you ask the people to go vote, okay? You need to rally people to go vote to get make sure that Measure C will pass. All right. Good luck. Thank you. Yes on C.